ơi, hãy mở theo cái bài nhạc mà bạn thích và bắt đầu tập theo tôi. Hôm nay á, chúng ta sẽ có một cái bài tập 8 phút và chúng ta trong cái chương trình tập 2 buổi một tuần để mà giảm cân, giảm mỡ tại nhà. Rồi chúng ta sẽ vừa có đi bộ này, chúng ta vừa có chạy tại chỗ này, vừa có nhảy dây mà vừa nhảy jumping jack luôn. Rất là vui và các bạn cố gắng tập theo tôi đến hết nha, 8 phút thôi. Nếu mà bạn nào chưa có đủ sức á thì các bạn cứ comment bên dưới và follow, subscribe kênh YouTube của Rylan Fitness và theo dõi tại Facebook của Rylan Fitness. Đăng ký để mà bạn ghi chiều cao cân nặng của bạn để bắt đầu tập theo chương trình giảm cân tại Rylan Fitness nha. Rồi, lớn nha của bạn. Và chuẩn bị, đầu tiên chúng ta sẽ tập là đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, đầu tiên là bài đi bộ tung tăng. Nó rất là đơn giản. Go. Rồi, chúng ta sẽ đi bộ tại chỗ. Left. Hãy hít thở đều nha. Thả lỏng cơ thể một chút. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào bài tập nhảy chân mình chứ. Chuẩn bị chưa? Máy nhảy nó bật nhảy như muốn chứ không ba. 25 seconds left. Hít thở đều nha các bạn. 20 seconds left. Nhảy 4 hướng luôn. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tập bài clap chat, một biến thể của chân chat. Và 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Rồi. À, lắc là mỏi chân đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đứng vỗ tay kiểu gối. 25 seconds left. 20 seconds left. Hít thở đều đặn nha các bạn. 15 seconds left. 10 seconds left. Rướng bụng lên. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tập bài chạy nhẹ gót chạm mông. Go. 25 seconds left. 20 seconds left. Hít thở đều nha. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chạy nhảy dây. Không có dây. Go. Và nhảy đảo chân. 25 rồi, seconds left. Rồi, các bạn nhảy không bằng dây nha. Lấy cái dây đó không? 20 seconds rồi, left. Rồi, chạy vô lấy cái dây đó nha. 15 seconds left. 10 seconds left. Cầm bên tay này, đổi bên. Ừ. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ chạy nhẹ, nâng cao gối. Go. 25 seconds left. Hít thở đều nha các bạn. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Wow, mỏi, rất mỏi. Và bài tiếp theo của chúng ta là chạy ngang, nâng cao gối. 25 seconds đánh left. Đánh tay. Đánh đất lên một chút. 20 seconds left. 15 seconds left. Mở mạnh hơn, tốt nha các bạn. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Mỏi. Các bạn sẽ rất là mỏi mũi chân. Rất là mỏi cổ chân. Rồi, chúng ta sẽ 25 seconds left. Đá chân đi cho đỡ mỏi. 20 seconds left. Vừa đi bộ vừa đá chân nha.
cho nó đỡ mỏi. 15 seconds left. Tiếp vào đều nha. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Rồi, bài tiếp theo là gì? À, bài tiếp theo là quay cho lại nhảy cho mình chắc nha. Go. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Mỏi. Rất là mệt, các bạn cố gắng lên nha. Go. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. Wow, mỏi quá. Bạn nào mỏi, các bạn đứng làm gì thôi nè. 10 seconds left. Đó, bạn nào mỏi, bạn đứng làm gì? Cho đỡ mỏi. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Bài tiếp theo, bài số 4, đứng vỗ tay kéo gối. Go. 25 seconds left. Rướn hai tay lên. Rướn hai tay lên nha. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Và tiếp theo bài số 5, chạy nhẹ, gót chậm không? Go. 25 seconds left. Chạy nhẹ tại chỗ, gót chậm không? 20 seconds left. Đẹp nhẹ thôi. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Nhảy dây. Ôi, bài số 6, nhảy dây. Go. Ôi. 25 seconds đổi left. Tay. Mỗi bên 10 cái rồi đổi nha. 20 seconds left. 15 seconds left. Cố gắng lên. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Mệt quá. Tiếp theo, chạy nhẹ, nâng cao gối. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Liên tục mỏi, rất là mỏi. Chân mỏi đứng không nổi luôn. Go. Rồi chúng ta còn 25 giây cuối. 25 seconds left. Tăng tốc lên. 20 seconds left. Cố lên. 15 seconds left. 10 seconds left. 15 thôi. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Đứng liên tục, phải chạy nhảy liên tục. Các bạn sẽ rất là mỏi. Chân đứng không vững luôn. Ôi, mỏi quá. Ngồi xuống giãn cơ. Các bạn nhớ nha, sau tập các bạn phải ngồi, các bạn giãn cơ giống như tôi vậy nè. Đó, tại vì khi mà các bạn chạy, các bạn đứng liên tục, rồi cái cổ chân của bạn nó sẽ rất là mỏi. Nên khi mà các bạn tập á, các bạn nhớ mang giày. Thôi, mình cố gắng á, mình hít thở đều nha. Đây là những bài tập giảm mỡ toàn thân rất là tốt. Bạn cố gắng, bạn tập theo đến hết video nha. Nếu mà bạn nào chưa đủ sức tập theo, các bạn cứ comment cho tôi bên dưới xem là bạn tập được đến mấy phút ha, bạn tập được tốc độ như thế nào. Rồi hãy nhớ theo dõi, like, subscribe kênh YouTube của Rylan Fitness và theo dõi Facebook của Rylan Fitness để tập luyện và giảm cân cùng Rylan Fitness. Xin chào.